đây là một cô gái rất là trẻ mà lại dùng răng tháo lắp. Và lợi ích của răng tháo lắp là gì? Một là khi chúng ta trồng lại răng, làm lại răng thì răng tháo lắp là một trong số những loại răng mà chúng ta làm nhanh nhất. Bởi vì cái thời gian chúng ta gửi từ nha khoa sang phòng lắp là cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng khoảng 3 ngày là các bạn có thể có răng. Thứ hai là các bạn tiết kiệm được chi phí. Trong trường hợp mà mất hết răng như vậy, các bạn trồng lại một bộ răng implant cố định hết tầm khoảng cỡ vài trăm triệu. Nhưng mà khi các bạn làm một cái hàm răng tháo lắp thì chỉ hết có vài triệu thôi. Tiếp theo là dễ tháo ra tháo vô để vệ sinh. Chúng ta có thể tháo ra và tự chà rửa xong chúng ta gắn vô lại để vệ sinh răng miệng đúng cách. Và đó là cái mặt lợi ích. Còn nhược điểm của răng tháo lắp là gì? Một là cái hàm răng tháo lắp này dẫn đến trường hợp là chúng ta tháo ra tháo vô nhiều và ăn nhai nhiều lần như vậy thì cái phần răng nó đè nén lên trên cái phần sống hàm, nó khiến cho cái trường hợp là tiêu xương nhanh hơn. Khi mà tiêu xương thì cái hàm răng tháo lắp này nó sẽ lỏng ra và các bạn ăn nhai nó sẽ rớt lên rớt xuống, khó nhai. Và trong trường hợp này thì các bạn một là làm lại một cái hàm mới, hai là phải cắm implant. Nhược điểm tiếp theo là trong tất cả các loại răng như implant và răng sứ thì răng tháo lắp nó ăn nhai không được tốt bằng những răng kia. Và khi các bạn ăn nhai không được tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bao tử đường ruột này, mặc dù là tốt hơn không có răng. Và một cái nhược điểm tiếp theo là có thể dẫn đến hôi miệng. Bởi vì sao? Những cái loại nhựa trước đây nó sẽ làm cho nước miếng nó thấm lên trên cái hàm và nó tập trung một lớp vi khuẩn đó. Các bạn ăn nhai hàng ngày sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng nha khoa hiện tại đang có những loại nhựa hạn chế trường hợp thấm nước miếng vô cái hàm, khiến cho các bạn có thể tăng được cái tuổi thọ của cái hàm răng tháo lắp lên. Nếu như cô chú anh chị muốn làm cái răng tháo lắp toàn hàm thì phải tìm những cái nha khoa chuyên về răng tháo lắp, bởi vì ở ngoài phần lớn các nha sĩ họ không chuyên về cái này, khiến cho trường hợp các bạn làm sẽ đi lại chỉnh sửa rất là nhiều. Thứ hai là khi các bạn có điều kiện và các bạn còn trẻ thì các bạn nên sử dụng những cái răng giống như là trồng thêm răng implant vào, trồng thêm các cái trụ on 4 on 6 để hỗ trợ cái hàm bám dính tốt hơn.